các bạn. Đây tôi xin được hướng dẫn các bạn cách chơi deck Big Shaman, là một trong những deck vừa vui, vừa rẻ, vừa khỏe trong meta hiện tại. Deck của chúng ta nhìn chung đánh theo lối chơi đó chính là có sẵn con quái trong hand, đặc biệt là những con quái bự. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ kiếm cách tái sinh chúng. The heck? Ok. Wow. Wow. Ok. Srebia Colossus. Let the pain speak to me. Okay. Oh yes. Yes. Quá tuyệt vời. Tên sau. What the heck? What the heck? Wow. Ok. Patient Assassin. Lắm thì tặng cho nó hex thôi. Có gì to tát. Raza Breeze. Wait a minute. What the hell? Enemy. Có chữ enemy. Quan trọng là chữ enemy. Wow. Wow. Có trên ba la. Với một pha xử lý đi vào lòng đất của Rock. À sorry, của Breeze.
Holy shit, man. Quầy cái spell dam mà. À, chúng ta vẫn chưa có quái này, chúng ta đánh vào đây là mid game. Ok. Ok. Tình là vẫn có lẽ đối thủ là xử lý cũng hơi vội trong tình huống hồi nãy. Cuối cùng thì chúng ta thấy giành chiến thắng rồi các bạn. Easy Game Boys. Quá bự, pha tấn công quá bự các bạn ạ. Vẫn còn rất nên là buồn cười cái pha thi đấu hồi nãy của đối thủ, bởi vì chưa bao giờ thấy cái pha xử lý nào mà nó hay như thế vậy. Nhưng mà cũng không thể trách đối thủ được, bởi vì chúng ta trước giờ chúng ta chưa có kinh nghiệm. Mà khi mà chúng ta lấy cái Potion Madness hoặc là Shadow Madness, chúng ta lấy con 1/1, con 1/3 qua, chúng ta trade bớt thì nó vẫn tính là đây con Warden của chúng ta, chứ không phải con Warden của đối thủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh TNN Gaming lần này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. See ya.